trình của phim của mình không? Về bộ phim nữ sinh mà em được tham gia vừa rồi thì phải nói là trong cái tiến độ thì làm việc khá là gấp rút, bởi vì phim yêu cầu là phải ra trong cái thời gian sớm nhất có thể, và thế là ekip, nhà sản xuất cũng như là các diễn viên luôn, như là tụi em là đều chạy đua với thời gian để có thể mà hoàn thành đúng với dự kiến và có thể hoàn thành bộ phim một cách thật là hoàn hảo để gửi đến quý vị. Rất là may, bởi vì vẫn kịp để gửi đến quý vị những tập phim, 15 tập phim của nữ sinh với những cái góc khuất của học đường mà rất là ít bộ phim ở Việt Nam mình khai thác. Biết là trước đây em có đóng phim rồi. Dạ nhưng vâng. Mà sao, đến cái nữ sinh này em thấy mình có thay đổi hay là có cần phải làm mới cho bản thân hay là phải cần phải trau dồi thêm không? Khi mà làm việc với đạo diễn á thì đạo diễn có yêu cầu em gì để những gì phải cần phải thêm không? Dạ vâng, trau dồi thì mình trau dồi luôn lúc nào cũng phải trau dồi hoài cũng sẽ không bao giờ hết những cái mà mình muốn học. Đối với những vai diễn trước đây của em thì đa số là những vai hiền lành trong sáng, đa số là như thế. Cũng như là quý vị có thấy em đa số là trong hình ảnh những cái chiếc áo dài nhẹ nhàng thướt tha, nhưng mà đến với nữ sinh thì 15 tập phim là 15 tính cách hoàn toàn khác nhau. Và nó đôi khi nó cũng có một chút gai góc, một chút gì đó nó nổi loạn trong những cái nhân vật này, cho nên là khi mà làm việc thì em và đạo diễn cũng đã trao đổi với nhau rất là nhiều, và chị đạo diễn là chị Linh Lan cũng đã hỗ trợ và cũng đã hướng dẫn em rất nhiều để có thể mà hoàn thành hết 15 vai diễn trong 15 tập phim vừa rồi. Khi mà mình đóng phim như vậy á thì có làm ảnh hưởng đến cái lịch trình diễn xuất của mình không? Và em sắp xếp thời gian như thế nào để mình cân bằng hai bên? Thật sự thì song song với niềm đam mê ca hát thì em có niềm đam mê diễn xuất rất là lớn. Em thích diễn xuất lắm, cho nên mà khi mà nhận được cái lời mời để mà tham gia bộ phim nữ sinh và mình biết sơ qua cái nội dung như thế thì thật sự là rất là hào hứng, và đây cũng là một cái thử thách rất là lớn với em, cho nên là em cũng khá là hào hứng và cũng đã sắp xếp công việc rất là nhiều để có thể mà mình tạo điều kiện hết sức để mình có thể hợp tác với đoàn phim để tham gia bộ phim này. Sau mà khi mà mình đóng xong rồi á thì em có suy nghĩ gì là mình sẽ đi sâu vào cái nghiệp diễn xuất không, hay là chỉ là một cái gọi là những dự án người ta mời để mình tham gia thôi? Dạ thật sự thì quý vị khán giả biết đến em và yêu mến em nhiều là nhờ vào sự nghiệp ca sĩ, sự nghiệp ca hát. Cho nên là song song với niềm đam mê này thì em nghĩ là em vẫn sẽ phát triển chính ở lĩnh vực ca hát là nhiều hơn, để mà mình có thể mà đền đáp lại cái sự yêu mến của quý vị khán giả đã dành cho mình. Và khi nào mà có cái dự án phim nào phù hợp thì chắc chắn em sẽ nắm bắt và sẽ tham gia hết mình. Anh ấy là trong phim đó này có một số diễn viên như là thành viên top trong của Unify á. Dạ. Thì khi mà mình diễn với họ thì có kỷ niệm nào vui hay là đáng nhớ là trong bài tập? Dạ, đối với anh Phúc thì ảnh là một người khá là hiền lành và khá là vui tính, khá là hơi nhí nhố một chút. Đây là lần đầu tiên hai anh em biết nhau và hợp tác với nhau trong một cái tập phim như thế, mà trong cái tập phim của em và ảnh thì nó có một cái phân cảnh nó khá là nhạy cảm, cho nên là hai anh em thật sự lúc đó là đã ngại ngùng rất là nhiều và đã cười rất là nhiều, cho nên là phân đoạn đó thì đối với hai anh em cũng mất khá là nhiều thời gian. Và cũng một thành viên nữa trong nhóm Unify đó là anh KO thì hai anh em đã hợp tác trước đó với nhau chung một bộ phim rồi, và khi mà gặp lại thì cũng không có nhiều
vẫn có bối rối, vẫn có ngại ngùng bởi vì lâu quá rồi hai anh em mới gặp nhau, nhưng mà hai anh em vẫn phối hợp với nhau rất là tốt, vẫn còn ăn khớp với nhau lắm. Và cái bộ phim, cái tập phim của em và anh Keo thì cũng có nhận được những cái sự yêu mến từ quý vị khán giả đã yêu mến hai anh em của bộ phim trước đó rồi, và mong là sắp tới thì sẽ có dịp hai anh em sẽ hợp tác nhiều hơn. Với chút như em kể thì có cảnh nóng đó, gọi là nóng thì cả hai có phải gọi là phải là đóng nhiều thách không, quay nhiều thách không hay là dạ để mà để tiết kiệm thời gian nhất cho đoàn phim thì các anh chị đạo diễn, chị đạo diễn và anh phó đạo diễn đã hướng dẫn cho tụi em khá là kỹ, khá là nhiều trước khi quay, để mà khi vào quay thì tụi em sẽ không bị quay đi quay lại quá nhiều lần. Cái khâu hướng dẫn thì nó mới lâu thôi, chứ lúc mà quay thì không có nhiều chắc lắm. Sau khi mà đóng phim như vậy thì như em nói là cả hai sẽ, nếu mà có cơ hội thì sẽ hợp tác với nhau. Vậy có khi nào mình nghĩ đến chuyện là sẽ hợp tác với nhau về ở mảng ca hát không? Trong ca nhà này có một sản phẩm âm nhạc đâu? Dạ, biết đâu bất ngờ. Thật sự thì không ai nói trước được tương lai cả, nhưng mà biết đâu có một cái dự án nào đó nó gọi là phù hợp với cả các anh em, thì biết đâu tụi em sẽ có thể hợp tác cùng với nhau trong một cái sản phẩm âm nhạc nào đó thì sao? Cái đó thì không nói trước được. Em thấy phản ứng của khán giả sau khi những tập phim của em nó phát sóng như vậy nhỉ? Đa số thì bởi vì nữ sinh á, nó có một cái motif nó rất là khác những cái bộ phim trước đây, và đa số cái tập phim của mình sẽ là kết thúc mở, cho nên là đôi khi nó sẽ làm cho quý vị khán giả xem nó có cái cảm giác nó hơi hoang mang một tí, nó sẽ làm cho mình nó suy nghĩ nhiều hơn. Song song với một hướng quý vị khán giả sẽ có một sự thú vị bởi vì cái sự mới mẻ của bộ phim nữ sinh, thì cũng sẽ có một bộ phận khán giả mà nói mình xem phim, mình xem nghệ thuật để mình thư giãn, mà mình xem phim này mình thấy căng thẳng quá. Lúc nào cũng sẽ luôn có hai chiều hướng khán giả như thế, thì đó cũng là một bài toán dành cho ekip và một cái bài học dành cho ekip cũng như là diễn viên tụi em. Với hình ảnh trong phim như vậy á, thì em có lo sợ là khán giả sẽ cảm thấy là không thấy thích thú hay là kiểu như là phá bỏ hình tượng cho nữ ca sĩ của em không? Thật sự thì trước đây, từ trước tới giờ thì khán giả dành tặng cho em ưu ái, dành tặng cho em cái biệt danh là Thiên Thần Bolero. Thì em hay nói là cái biệt danh đó em rất là yêu thích vô cùng, nhưng mà song song đó thì nó tạo cho em một cái áp lực rất là lớn, bởi vì thiên thần nó là một cái gì đó nó thánh thiện, nó là một cái gì đó nó trong trẻo lắm, nhưng mà những người mà làm nghệ thuật chẳng hạn như em thì em luôn muốn bứt phá bản thân, và mình muốn khám phá những cái mà ở bản thân mình trước giờ chưa bao giờ thử. Và những cái vai diễn nổi loạn ở trong phim thì em cũng có nghĩ tới là quý vị khán giả quen với hình ảnh em trước giờ, khi mà xem thì chắc là quý vị khán giả sẽ bất ngờ lắm đây. Nhưng mà không sao, bởi vì đó, nếu như mà quý vị khán giả theo dõi em ở ngoài đời thì quý vị sẽ thấy là đó chỉ là cái hình ảnh của nhân vật trong phim thôi. Những cái phẫn nộ mà quý vị dành cho nhân vật thì nó cũng sẽ là những phẫn nộ nhất thời thôi, chứ quý vị khán giả bây giờ rất là văn minh và rất là thông minh, cho nên là quý vị sẽ không có áp đặt những cái cảm xúc của nhân vật trong phim đó vào ca sĩ Quỳnh Trang ở ngoài đời. Hiện tại thì Quỳnh Trang có nhận được những dự án phim mới chưa? Dạ, sắp tới thì bộ phim mà em đã tham gia quay vào tháng 3, tháng 4, đó là bộ phim Cù La Sát Sống sẽ được ra mắt vào ngày 1 tháng 9 sắp tới đây. Và bây giờ em cũng như là các anh chị diễn viên thì cũng đang khá là hồi hộp, mong chờ những cái phản hồi từ quý vị khán giả. Cù La Sát Sống hình như là mới tung trailer đây phải không? Dạ đúng rồi, mới tung trailer và em bộ phim đó em tham gia cùng với anh Huỳnh Đông, chị Ốc Thanh Vân, anh Xuân Nghị, anh La Thành, chị Lê Lộc, anh Trần Phong, vân 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 vân. Và bộ phim này là bộ phim zombie đầu tiên của Việt Nam, cho nên là cũng đang rất là háo hức để chờ đón phản hồi từ quý vị khán giả. Còn về chuyện sản phẩm âm nhạc thì sao nhỉ? Sản phẩm âm nhạc thì vừa rồi em cũng có cho ra mắt hai tập
trong cái dự án Hát với Trang. Là dự án này mỗi tập em sẽ mời mỗi khách mời khác nhau, tiêu chí là như thế. Thì hai tập vừa rồi với hai khách mời vừa rồi, ba khách mời vừa rồi thì cũng đã may mắn nhận được phản hồi khá là tích cực từ quý vị khán giả. Quý vị rất rất là ủng hộ và rất là yêu thích, cho nên là sắp tới thì cũng sẽ có những tập mới Hát với Trang với những khách mời rất rất là dễ thương và cũng là theo yêu cầu của quý vị khán giả, cho nên là sẽ mong là quý vị sẽ đón xem và ủng hộ chia sẻ thật nhiều cho dự án Hát với Trang lần này của em nhé. Có bài hát nào mà đang hấp thụ chuẩn bị tung ra bài hát mới đó, không phải là những bài hát mà mình đã hát lại nữa, với là mà MV mới chẳng hạn, thì em đã có dự định hấp thụ chưa? Dạ dự định thì nhiều lắm. Nhưng mà để mà mình có thể mà mình chia sẻ nó chi tiết ra thì chắc là sẽ mất đi cái sự hồi hộp. Cho nên là em chỉ nói là em đang có ấp ủ nhiều lắm, sẽ rất là nhiều món quà để gửi đến quý vị. Chắc là nhiêu đó thôi, để cho mình có cái gì đó mình hào hứng, mình trông đợi. Chứ bây giờ mình kể ra hết thì mất đi cái sự bất ngờ rồi. Cho nên là quý vị hãy chờ đón nha.